thức ăn nhanh cho tâm hồn, số 110. Tác giả: Linh mục Francisco Xavier Trần Quảng, dòng Chúa Cứu Thế. Chủ đề: Động từ nào tôi phải sống suốt đời? Lời Chúa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Matthew chương 22, câu 37 đến 39. Chuyện kể rằng, sau khi Đức Giêsu làm cho nhóm những người không tin vào sự sống đời sau câm miệng, thì một nhóm người thông luật bàn bạc với nhau để bắt bẻ Ngài. Họ cử một người đại diện trong nhóm đến hỏi thử Đức Giêsu rằng: điều nào quan trọng nhất theo luật Môi-sen? Những người thông luật đã bàn bạc, tức là có suy tính hẳn hòi với nhau, rồi đưa ra câu hỏi để thử kiểm tra Chúa Giêsu. Điều này tiền giả định họ đã biết câu trả lời. Thông thường, hỏi cái gì hay tìm hiểu điều gì là để ta hiểu biết hơn. Đây là điều đáng, điều cần thiết và nên làm trong cuộc sống. Có như thế, đời mới khá hơn, nhân loại mới tiến bộ hơn. Tuy nhiên, ở đây không như vậy. Những người thông luật không làm theo lẽ thường. Họ hỏi mà chưa chắc đã cần câu trả lời và lại không mong Đức Giêsu trả lời đúng. Trái lại, họ mong Chúa Giêsu trả lời sai. Nếu Chúa Giêsu trả lời sai, thì không chỉ làm cho Ngài mất mặt, mà đi xa hơn, họ có cớ để giết Ngài. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho người thông luật là: ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy là: ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Matthew chương 22, câu 37 đến 39. Trong đạo Do Thái có 613 điều luật phải tuân giữ, 365 điều luật cấm làm và 248 điều luật phải làm. Một rừng luật. Trong rừng luật ấy, với nhiều điều khoản được và không được làm, Chúa Giêsu tóm lại vào một khoản: yêu. Ngài cho chúng ta một chìa khóa vạn năng, có thể mở được mọi cảnh huống của cuộc đời, đó là yêu thương. Làm gì thì làm, nhưng phải nhớ giới luật cốt yếu của Thiên Chúa là hãy khởi đi từ tình yêu, từ thiện tâm, từ thiện chí, từ lòng mến đối với Thiên Chúa và tha nhân. Hãy mến Chúa và yêu thương tha nhân, thì khi đó hãy nói, hãy làm, dù cho đó là việc của riêng cá nhân mình, của gia đình mình, của cộng đoàn, của đất nước. Một khi khởi đi từ lòng mến đích thực, thì cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, ta vẫn bình an, yên vui, hạnh phúc. Vì ta đã đang sống giới răn quan trọng nhất mà Thiên Chúa mời gọi, đó là yêu thương. Nói như Thánh Augustino, hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm, vì tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa đưa ta đến với anh chị em. Tình yêu đích thực đối với anh chị em đòi ta trở về với Thiên Chúa. Mong sao đời ta đong đưa giữa hai tình yêu ấy, để cuối cùng
chúng trở nên một tình yêu. Ước gì động từ yêu thương luôn chi phối mọi toan tính, mọi hành động và lời nói của chúng ta. Mời bạn cùng suy nghĩ và hành động. Tôi có đang làm rất nhiều việc cho gia đình, đang lo lắng rất nhiều cho gia đình tôi. Nhưng sao tôi trách móc họ điều này, điều kia? Phải chăng tôi chưa khởi đi từ động từ yêu thương đích thực? Tôi tham gia hội đoàn này, hội đoàn nọ, giữ chức vụ này nọ trong giáo xứ, trong xã hội. Mà sao tôi vẫn bất an, bực bội, gây chia rẽ, nói xấu? Phải chăng động cơ của tôi trong những công việc đó chưa khởi đi từ động từ yêu thương đích thực, hay vì những điều khác?